Phụ thân, nếu người cứ tiếp tục giấu tiểu nữ quyết không đứng dậy. Ta không nói ra là vì không muốn để cho con gái yêu quý của ta phải lo buồn. Xin phụ thân hãy nói cho tiểu nữ biết đi mà. Nếu không, tiểu nữ càng cảm thấy phiền não, khổ sở trong lòng. Lý Túc muốn ta nhờ cậy con lập kế ly gián cho con Đổng Trác, sau đó mượn tay của Lữ Bố tiêu diệt Đổng Trác. Bây giờ con đã hiểu, thì ra nguyên nhân làm bận lòng phụ thân như người cứ nhất mực giấu con chính là việc này. Người sợ tiểu nữ rồi cũng sẽ giống như những cánh hoa này phải không? Con gái à, đừng khóc nữa, ta không làm theo kế sách của Lý Túc đâu. Phụ thân, nếu thật sự sự hy sinh của con mà có thể cứu được hàng vạn bá tánh thì người cứ để con đi. Ôi con gái tội nghiệp của ta, tuy ta là trọng thần của triều đình nhưng sự hy sinh của ta lại không nhiều bằng con đâu. Tướng quân đã tới rồi sao? Đúng là có khách quý tới nhà mà. Không dám, không dám. Mới ngày hôm qua, ngài tặng châu báu cho ta, hôm nay lại mời ta tới dự tiệc, ta đâu dám chậm trễ chứ. Tới giờ phút này, ông hầu là vị anh hùng đứng trên vạn người, chỉ dưới một người, thiên hạ ai cũng biết. Tư đồ đại nhân, quá khen rồi. Mời. 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 Ái nữ của lão rất ngưỡng mộ ông hầu nên muốn dâng tặng ông hầu lời ca tiên đàn của mình. Vậy thì còn gì bằng, hãy kêu tiểu thư ra diễn tấu đi. Dạ thưa phụ thân, con đã tới. Đây là điêu thuyền ái nữ của lão. Kiến thức của tiểu nữ vẫn còn rất hạn hẹp, có gì xin ông hầu chỉ giáo thêm ạ. Tiểu nữ là điêu thuyền, bái kiến ông hầu. Ông hầu, ái nữ của lão tới dâng an ngài đó. Xin chào tiểu thư. Hay lắm. Tiểu thư nhà ta dung mạo xinh đẹp, đàn lại hay nữa, thật đúng là thiên hạ vô song. Ông hầu đã quá lời rồi. Con mời rượu ông hầu đi. Được. Điêu thuyền à, con hãy xem ông hầu cứ như người nhà ấy mà. Xin ông hầu thứ tội. Không sao, không sao. Lĩnh ái của ngài xinh đẹp như là tiên nữ, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã 18 tuổi rồi, nhưng cũng chưa hứa gả cho ai. Nếu như tướng quân không chê, lão đây xin tác hợp ai nữ cho ngài. Được. Nhạc phụ đại nhân, xin nhận tiểu tế buộc lại. Ông hầu, mau đứng lên đi. Vậy thì tốt rồi, lão đây sẽ chọn ngày lành tháng tốt, tiễn ai nữ đến phủ của ngài. Đa tạ nhạc phụ đại nhân.
Ôn hầu à, lão đây chắc đã hơi quá chén. Lão muốn vào trong nghỉ ngơi, xin để ái nữ ở đây thay lão tiếp đãi tướng quân. Tiểu thư à, cha nàng đã gả nàng cho ta rồi, nhà còn e thẹn làm gì nữa? Mùi hương tỏa ra từ đâu vậy? Ông hầu xin mời xem. Tiểu nữ rất ngưỡng mộ tài nghệ của tướng quân, nếu ngài không chê, tiểu nữ xin tặng nó cho ngài. Mùi hương của nó thật là thanh nhã. Ta chưa bao giờ ngửi qua mùi này. Ở trong đó có tẩm hương liệu gì vậy? Tiểu nữ đã chọn những cánh hoa lê nở vào mùa xuân, đem phơi khô rồi ép vào trong túi. Thật vậy sao? Ta không ngờ nàng không chỉ xinh đẹp, đàn hát điêu luyện, lại còn khéo léo tỉ mỉ như vậy nữa. Lữ bố ta phúc ba đời mới được gặp một người như nàng đó. Tướng quân là đại anh hùng, khắp cả thiên hạ đều biết. Tiểu nữ được tướng quân quan tâm nhiều như vậy, còn mong gì hơn nữa. Ta cũng đang rất muốn được sống bên nàng trọn đời. Còn đây là ngọc bội bất ly thân của ta. Kể từ ngày hôm nay, miếng ngọc bội này sẽ thuộc về nàng. Nàng hãy giữ nó thật kỹ để mà làm tin hả? Ông hầu, đừng vậy mà. Ông hầu, đừng vội, đừng mà. Ông hầu, đợi tiểu nữ chính thức thành thê tử của ngài, lúc đó tiểu nữ xin theo ý của ngài ạ. Được rồi, tới lúc đó ta sẽ tới đây rước nàng như rước một nàng công chúa vậy. Chủ công. Tào tướng quân, phụ thân của người ở Từ Châu đã bị Đào Kim sát hại. Hơn 40 người trong nhà, không có người nào sống sót. Chủ công, ngài không sao chứ? Sao chứ? Chủ công à. Không giết lão tặc Đào Khiêm trả thù cho cha, ta thề không làm người. Chủ công, Dương Doãn hồi đáp rằng ông ta đã có kế ly gián cho con Động Trác, cầu chủ công xuất binh tương trợ. Ta không mà, ta phải trả thù cho cha ta. Chủ công, bây giờ chỉ cần phái một đàn binh mã phô trương thanh thế là có thể diệt trừ Động Trác, xương bá Trung Nguyên. Đây là dịp tốt, sao chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Chủ công, vậy thì hãy giao cho Hạ Hầu Nguyên 3.000 binh mã, lệnh cho hắn xuất binh ngày tùy cơ ứng biến. Tào Tháo lại xuất binh tập kích, cơ hội để lập công mới lại tới rồi. Lữ Phụng Tiên, ngươi hãy đem quân xuất qua ngay, bằng sát hắn về cho ta. Xin tuân lệnh. Tư đồ đại nhân, xin ngài hãy chờ ta chiến thắng trở về. Tới lúc đó ta sẽ cùng với lệnh ái của ngài kết nghĩa phu thê, hẹn ngày tái ngộ. Núi dâng ngàn mây,
sóng lớn. Ngàn mây vẫn bay, sóng trào vẫn cuốn. Anh hùng cái thế vẫn chiến tranh dài. Một cõi ái quan, mai binh phục tứ hương. Bão dông xa trường, ngược dòng sông pha. Đào viên lúc xưa, chung lời thề ước. Chân trở viện sư, vẫn nhớ năm nào. Từng giọt máu thiêng, thấm chung một cõi. Tang thương dẫu là ân tình không lay. Gió bụi xa trường vẫn bên gan, sông sâu nước trôi trôi về đâu. Hỡi ngàn sao trời có ai biết được, viễn chinh muôn trùng nuôi chí lớn. Ước mộng thái bình cho ngày sau, công danh hiển vinh còn để chi. Biển rộng sông dài tháng năm vỗ về, chinh muôn trùng nuôi chí lớn. Mãi ngàn năm gió bụi xa trường vẫn bên gan, sông sâu nước trôi trôi về đâu.